Idra M624. Trong hộp này sẽ có một chiếc chuột. Và thế thôi anh em ạ. Em này là một chiếc chuột công đại học dành cho người bên tay phải. Form nó thì khá là giống với cả Death Adder đấy anh em ạ. Cân nặng thì rơi vào khoảng tầm 80g. Sẽ có tổng cộng là 7 nút, 2 nút PPI anh em nhá. Dưới này thì là mắt đọc 6662 IC. Hợp chơi game nhẹ thôi, chơi game nặng hơi chát quá. Bên trên đây sẽ có một con fit, hai con fit và một fit dài dưới này. Em này thì kết nối USB, dây thì là dù nhưng mà hơi cứng một chút anh em ạ. Cầm em này thì rất là hợp với cả palm, claw hoặc cả finger nữa, phù hợp cho tay to, tay trung và tay nhỏ. Dùng rất là thoải mái luôn, không có vấn đề gì cả. Chất lượng build thì cũng có thể nói là tương đối ok, nhưng bấm ở giữa thì có thể bấm được chuột. Em này switch trái switch phải, bấm chắc chắn cứng cáp. Con lăn ok, hai nút DPI ok. Nút home thì có chun chút lấn, đặc biệt là nút face forward. Và tất nhiên rồi, em này sẽ có RGB ở khu vực logo và cái viền hai bên này nữa.